Cái rừng mơ quá nha, cái nét đặc trưng riêng của cái nhà ngói cái miền Tây mình đó. Thì thời xưa quý vị, người ta san lấp mặt bằng rất là khó, mà cái vùng đồng bằng mình thì tới cái mùa nước lũ á thì nền phải cao, mà cao đây người ta san lấp mặt bằng khó thì người ta mới làm giống như một cái nhà nhà sàn nhà giả giả vậy đó quý vị. Ở đây là một cái nhà, ở đây một cái này nè. Thì Quốc Thịnh mời quý vị và các bạn cùng vào một cái nhà đặc trưng của cái vùng miền Tây mình nha. Vào một cái nhà đặc trưng đó, nhà ngói. Mời quý vị cùng xem. Thì nha. Quý vị về miền Tây á, thì còn sót lại những căn nhà mà ngói á. Hồi xưa thì san lấp mặt bằng rất là khó, mà nền á thì làm cho nên người ta làm dạng như giống như nhà sàn đó quý vị. Đó thì cái nhà sàn. Cái nhà này mình cất chắc cũng lâu rồi phải không anh? Dạ. Năm 69. À. Còn sót lại cái dáng thường thường mình xài như là mình có gì dùng nấy hay là mình phải xài theo cái chưa dán dầu sau nó hơi mua lại dán trăm. Chứ hồi xưa nhà trong đó đó ông lậu đó tôi mới kéo qua đây. Thì sao? Ở đây tôi khi làm lậu xong tôi kéo quay trở lại. Thì giờ muốn chạy xuống kéo đó. Nó còn nè, không có dở ra. Cửa lá sách này là năm 69 tới giờ. Vì bây giờ mà nếu mà làm thì cây rất là mắc. Đúng rồi, cái đó rất mắc. Như ngói nè. À, ngói này ngói của Đồng Nai đó, Biên Hòa luôn đó. Năm 69 tới giờ. À dạ. Cái vùng này hồi đó nó cũng yên không anh? Yên, vùng này nó cũng hơi yên. Yên ha, à, không đến nỗi ha. Không đến nỗi. Thì hồi xưa san lấp mặt bằng khó thì người ta phải làm theo gì nhé? Đúng rồi, đó là nhà sàn không ạ? Tại còn... vì cái mùa nước lại lại mình giống giống như mình canh cái mực nước á. Đúng rồi, đó san mặt nước là một thời mùa nước hồi xưa đó. Giờ trở lại giờ là nhà sửa lại hết rồi, còn sót nhà này thôi à. Cái này là vậy là được bao nhiêu mét vuông nha anh? Này bề ngang năm chạy dài 9 45 mét vuông, chứ không có hơn nữa. Không hơn nữa, bị có là có thổ bạc, bị cái làm lộ bị bỏ thổ bạc rồi. Dạ, có cái nhà sau á. Có nhà sau á. Có là có nhà sau nữa. Nhưng mà hồi xưa là nó cũng nó làm trụ bê tông này ha anh. À, cũng có cục tán đàng hoàng đó, sau sẽ nâng lên mới trồng gạch thẻ thêm. Dạ. Chứ hồi xưa nó có tán đổ đàng hoàng thêm, nó ngon lắm. Chứ nó cũng không có phải cái vàng cây này mà nếu bây giờ mua là nhiều tiền à. Dạ, bị thao lao mới còn tới giờ đó. Thao lao cũng già mua hồi xưa mới còn tới giờ. Thì thường thường là nhà người ta làm bằng cây, thường thường hồi đó bằng căm xe phải không? Nói là hồi đó căm xe rất tốt, nhưng mà ông già đó mua thao lao phải, mua căm xe là dính diễn luôn đó. Cái nền đó ha. Dạ, cái cọc dính diễn luôn mới thao lao vậy, chứ thời gian phải chừng trăm năm mới dọn ra nè. Đúng rồi, nó không lợi căm xe. Không lợi căm xe. Đó. Cái mắt cáo này là cũng thời đó là cũng có một cái thờ đó nha, với cửa lá sách này nè. Dạ dạ dạ. Cho mình những người xa quê rồi người ta thấy được cái đúng rồi. Cái cảnh của mình đó. Hôm tháng 2 đứa em bên Mỹ tôi cũng về, cũng ghé trở về đây thăm già nè. Dạ. Tính ra giờ em vô đây quay cái bến đò An Nhơn mà không có đò thì bây giờ quay nhà cổ đi. Nhà cổ đi. Đò trục trặc gì mà ngưng đưa quá nó. Bị chứ không rày là có đưa không? Lâu rồi, về lâu rồi. Hay là không có khách anh? Nghe nói là hôm trước xuống xe xuống hư cái làm sao mà tài xế không có người tài công không có bằng lái gì đó cho đình chỉ tới nay đó vậy sao nó mới nước uống không? Dạ đó, được rồi được rồi, nó cà tâm tàu mấy nhóc tì hai con sao đó á. Dạ dạ không có gì đó này có hòa thấy không? Dạ, không à đó.
thì cho quý vị ông chủ này vui vẻ này nha, quay review cho quý vị xem cái cảnh sửa lá sách làm như vậy nè. Hồi xưa mà nuôi mà một cái ông thợ mà làm được một cái cửa hoặc là cái nhà là nuôi chắc mấy tháng hà ha. Hồi đó nhà này chắc chừng tháng hà, nhưng mà cửa hồi xưa ở Sài Gòn mua, ở Sài Gòn á. Dạ. Yeah. Có làm gì hết trơn à? Đi của đồng này của. Hồi đó hồi xưa cũng ngoài gì? Ngoài gì nào? Ngoài Bình Phước đó. Ngoài gì ngoài làm chở vô nhiều lắm. Ừ. Chứ không có tự làm. Không có tự làm đó. Ờ hôm nay, xưa hôm nay đem này vô nè. Sài Gòn mới làm gì mình bán mình mua nè. Ngói này lỡ mà nó mưa nó phun sương không anh? Không có. Thì mới nói này của Đồng Nai, của Thanh Giảng của Đồng Nai á. Dạ. Chứ có lần gù rồi đây mới bị ướt thôi, còn đây không ướt, có này không ướt. Sao? Dạ. Nó không có phun sương á. Không không, cái này là đi đến bình thường mà. Vậy sao? Chắc lắm. Thì nó có chữ là Tôn Đô Nai Phan Giảng 119 nè. Cun hả? Tôn Đô Nai nè, cái tắt của Pháp nè, đây nè. Chỗ này thấy chữ nè. Đây, đứng đây, chỉ đây, đứng đây nè. Đây nè. Nè, Tôn Đô Nai nè, 119 Phan Thanh Giảng, Sài Gòn nè. À. Nó ở Đồng Nai đó. Tôn hả? Ờ, nó chữ Tôn nè. Vì là cái đất này nó có xử lý, nó không có bị đen. Không bị đen, nó trên Đồng Nai đó. Cái địa chỉ nó là 119 Phan Thanh Giảng ở Sài Gòn á. Thực tế thì lọ ngoài Đồng Nai ngoài. Không có gì ta, không có gì thế này không à. Dạ. Không có gì hết. Chỉ là ngang năm. Năm. Ngang năm. Dài 9 thước. Dài 9 thước à. Chứ không có hơn như quý vị. Giờ xưa đang làm bên tổng còn cái nhà sau giờ đất đây hết đất rồi, nhà sau bỏ luôn. Dạ. 1969 hả? Ừ, 1969. Và lúc cái này cất chắc cũng nhiều tiền à. Tính vàng à. Rồi hồi xưa cất, lúc đó cất tôi mới có... Rồi ngày 64 năm anh có tôi mới 9 tuổi. 10 tuổi. Vậy là anh sinh năm mấy? Sinh năm 60. Vậy lớn hơn em 66 là. Dạ, tôi 60. Tuổi tí. Dạ. Đó thì nhà sàn là gì? Đó thì xâm nhập vô cái nhà. Mở đèn lên, có đèn không? Nhà cho cái đèn. Mở bóng đèn không? Xâm nhập lên cái nhà cổ như vậy. Vậy là nhà này là từ thời ông già của ông mình. Ông già. Rồi mới để lại cho. Để tôi đó. Dạ ông này. Rồi có bị anh có được đi Campuchia không? Đó, 60 dễ dính à. Có đi, nhưng mà đi công tác anh à. Đi ví dụ năm 81. Xuất ngũ năm 84. Dạ. Lên Campuchia trong 8-9 tháng. Cái này con hả cháu? Cháu ngoại à. Ngày sau đó cho quý vị thấy được cái nhà ngói là như vậy nha quý vị. Đặc biệt là ngói nó không bị rong. Không rong rong. Ở Đồng Nai mà. Nhưng mà sau này là lơ mơ là bị rong đó. Không có. Đồng Nai Phan Thanh Giảng lợi 1 là nó không bao giờ không rong rong. Nhưng mà nếu là Đồng Nai giỡn. Đồng Nai giỡn từ 2 đến 3 là nó rong rong. Dạ. Thịnh quay review cái nhà sàn này cũng nhớ hồi đó có ngay cái xóm chợ mình có cái nhà của cô Hai Tường cũng gì nè nha quý vị. Chú quê ở đâu? Cây Châu Bắc Cao Lãnh á. Dạ. Đúng rồi, đây mà. Rồi giờ xưa mình nhỏ đó. Rồi mình mới thấy cái cảnh này. Đúng rồi. Đó. Ở dưới thì mình chăn nuôi rồi được phải không? Không đi không hết nuôi được rồi. Thì hầu chưa có năm cái đường này lên thì nó thấp. Không có không vậy. Dạ. Không à. Nhưng mà mình chăn nuôi rồi thêm được ha. Ví dụ mình để đồ rồi để được. Đồ. Tủ này như là cổ không à? Tủ này cũng. Tủ này mua năm 86. Dạ. Nhưng mà lúc đó cây cũng không mắc. Không mắc. Lúc đó cây không. Mua năm 86. Cái cây này không biết bao nhiêu khối à. Cái nhà nó chắc khoảng 2 khối mấy à. Dạ. 3 khối trở lại không nhiều đâu. 3 khối trở lại à. Mưa nó đàn không vậy anh? Xin lỗi nãy giờ hỏi mà anh thứ mấy? Thứ ba. Anh ba. Em Thịnh. Để vô kênh Quốc Thịnh Vlog á xem. Thì cái nhà quê mình thì như vậy quý vị. Cho cái nhà xem. Thì thôi em cũng cảm ơn anh ba nhiều. Không có gì đâu. Cảm ơn chị ba đã cho mình xin một cái thước phim. Mình cho bà con xa xứ rồi đó. Rồi, đâu có gì đâu rồi á. Xa xứ rồi thấy được cái cảnh nhà quê mình.
Hôm tháng 2 có ba đứa em bên Mỹ về, nó cũng quay để chụp hình luôn. Dạ, như là có Việt Kiều Mỹ hả? Vì bà cô tôi ba Mỹ đó. Dạ. Mỹ, Canada. Dạ. Canada có, ở Mỹ có luôn à. Dạ. Khúc luộc ngàn dặm à. Bà cô, ba ông già tôi thứ hai, bà cô thứ ba là ở Mỹ đó. Dạ. Cô chơi ở cổ hôm nay. Cái này là địa chỉ của mình là ở ấp gì anh? Khóm 4 phường 6. Khóm 4 phường 6. À. À, thành phố. Thành phố Cao Lãnh. Thành phố Cao Lãnh nha. Cái này là chỗ gần gần bến đò An Nhân hả? À. Dạ. Khóm 4. Đó. Thì thôi tới đây cũng xin được tạm dừng nha. Cảm ơn chúc anh chị dồi dào sức khỏe. Dạ dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ, có gì đâu trời á. Cứ quay có gì. Nha quý vị. Rồi, xin tạm dừng. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau nha. Dạ dạ. Trời ơi, chứ quay có gì đâu.